Thưa quý vị, vừa qua lần đầu tiên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo việc sao kê, công khai minh bạch các nguồn ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3 Yagi và phân bổ kịp thời tới các địa phương, đã nhận được sự đồng tình khen ngợi từ các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, nhân lên gấp bội tình dân tộc, nghĩa đồng bào và những tấm lòng thảo thơm ấm áp. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng rất áp lực khi lần đầu tiên thực hiện sao kê công khai tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Đây là chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, sau khi công khai sao kê, số tiền ủng hộ về quỹ được nhiều hơn, số lượng cá nhân tổ chức ủng hộ cũng tăng lên nhiều hơn. Đến ngày 10 tháng 10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận hơn 2.091 tỷ đồng. Đến nay, đã tạm phân bổ 1.035 tỷ đồng về 26 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Sử dụng vào các nhiệm vụ cấp bách trước mắt như hỗ trợ cho gia đình có người chết, mất tích, bị thương do bão lũ, hỗ trợ xây dựng nhà bị đổ sập, hư hỏng do bão lũ, hỗ trợ lương thực thực phẩm để người dân không bị thiếu đói, hỗ trợ các học sinh sớm quay trở lại trường học. Trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phân bổ đợt 2 hỗ trợ cho bà con khắc phục sau bão. Công khai minh bạch mà chúng ta gọi là sao kê đấy, lên trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng là một áp lực đối với Ban Thường trực và cá nhân đồng chí chủ tịch, vì chưa bao giờ mình làm, cho nên lần đầu bao giờ cũng khó, đúng không ạ? Thế thì mình làm thì nhận được cái sự ủng hộ đồng thuận rất lớn của dư luận xã hội và của các tầng lớp nhân dân. Và lần này tôi đã kết luận bằng văn bản yêu cầu là tất cả những gia đình, tổ chức, cá nhân được thụ hưởng là phải niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phấn đấu là thực hiện công khai minh bạch cả hai đầu, cái đầu tiếp nhận và cả cái đầu mà phân bổ. Tuần tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phân bổ tiếp cái phần kinh phí còn lại cho các tỉnh, thành phố. Thì nguyên tắc thì xin báo cáo chính là phân bổ trên cơ sở cái quy định của pháp luật. Vấn đề thứ hai là ưu tiên số 1 là cho cái ổn định cái cuộc sống người dân, cái nguồn kinh phí này. Cái mục tiêu số 1 thứ nhất là ổn định cái cuộc sống người dân. Cái thứ hai là cái khôi phục sản xuất. Vấn đề thứ ba là những cái công trình hạ tầng thiết yếu quan trọng thì cùng với cái nguồn lực của nhà nước và các nguồn lực khác thì làm sao chúng ta phấn đấu nhanh nhất, sớm nhất để người dân cái vùng 26 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng này sớm trở lại cái cuộc sống bình thường. Ông Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, về lâu dài, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ nghiên cứu để có cơ chế tiếp nhận tiền ủng hộ của những cá nhân có số tiền ủng hộ lớn nhưng không muốn công khai danh tính, như có thể mở một tài khoản ngân hàng đặc biệt để tiếp nhận tiền ủng hộ của những cá nhân doanh nghiệp này. Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các cơ quan báo chí cùng tham gia giám sát việc công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn đóng góp hỗ trợ. Nếu nhà báo, phóng viên phát hiện tình trạng sử dụng nguồn tiền này không đúng mục đích, không hiệu quả, sẽ có cơ chế khen thưởng. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra trọng thể lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội gửi thông điệp và lời kêu gọi tới đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, nhiệt huyết, quyết tâm, phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, lấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, chung lo vận mệnh của đất nước, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc. Trên cơ sở tiếp tục kế thừa và phát triển 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội xác định 10 chỉ tiêu cụ thể về việc nắm tình hình nhân dân, về khu dân cư, về vận động, quyên góp, về giám sát, phản biện xã hội, về góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo đảm tính khả thi, thực chất, đồng thời bổ sung mới một chương trình hành động nhằm thực hiện yêu cầu hướng mạnh hoạt động về cơ sở, về địa bàn khu dân cư. Đại hội xác định trong mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, tôn trọng và phát huy, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân,
phải xuất phát và bảo đảm phục vụ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 đã hiệp thương cử 67 vị tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định đây là vinh dự to lớn, song cũng là trọng trách mà đại hội tin tưởng giao phó. Ý thức sâu sắc, vinh dự và trách nhiệm lớn lao của mình, chúng tôi xin hứa sẽ tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm, làm việc hết sức mình, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, thực hiện thắng lợi, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ đại hội đề ra. Trong diễn văn bế mạc đại hội, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là biểu tượng sinh động, đẹp đẽ nhất, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Được bao thế hệ cha ông dày công xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi, xương máu, bằng sự nhọc nhằn, hy sinh, bằng ý chí, niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân tình, nhân nghĩa. Máu xương của những người con đất Việt đã hòa vào lòng đất mẹ, thành những viên gạch bằng vàng xây dựng nên thành đồng Tổ quốc Việt Nam. Bởi vậy, không có thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được khối đại đoàn kết của chúng ta. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các giai cấp, giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài hãy nêu cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, đóng góp trí tuệ, công sức để không ngừng củng cố, tăng cường truyền thống, sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đồng lòng chung sức, đã bàn là thông, đã đi là đến, là đã quyết cả nước một lòng, dựng xây đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Ngày 18 tháng 10 năm 2024, tại Adelaide, Australia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 6. Tại hội nghị, hai bên khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ song phương Việt Nam-Australia, đặc biệt quan hệ chính trị, tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được duy trì hiệu quả. Hợp tác an ninh quốc phòng đang được triển khai toàn diện, với việc hai bên vừa tổ chức thành công cơ chế đối thoại an ninh cấp bộ trưởng lần đầu tiên và hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hai bên nhất trí cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 3 năm 2024 vừa qua là một bước phát triển mạnh mẽ, mang tính lịch sử của quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại đầu tư, phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 20 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi đầu tư như đã nêu tại chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế. Kết thúc hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Penny Wong đã thống nhất nội dung và ký kết chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2027, tạo cơ sở quan trọng cho việc triển khai các nội dung hợp tác.